Hello và xin chào 500 anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay em sẽ đi về một cái chủ đề, đó là một cái phụ gia để cho các bác nào mới chuyển từ mùi cao su này sang mùi cao bột nhé. Nếu từ mùi cao su sang mùi cao bột thì các bác phải biết đến hai cái phụ gia này, hai phụ gia rất là quan trọng, đó chính là cái cắm gà này thứ nhất nhé. Thứ hai là phải là có bột mì nhá. Thì cái video này em nhớ ngày xưa em cũng có đăng rồi, mà đăng được đấy có 1.000 sub. Bây giờ anh em rất là nhiều nhá. Mới anh em mới vào nghề là không biết là làm thế nào để cho mồi mình có thể câu được dưới nước, thì để đây các bác nhá. Biến từ những cái bài mồi bột, bất kỳ có loại bột nào, từ mềm này, nhão nhét này, để thành cái mồi khô cứng mà câu ở các địa hình khác nhau, nước chảy, suối chảy hay là nước tĩnh ấy, thì phối như nào, và câu năng C, câu đơn, câu lục thì phối như thế nào, thì em sẽ làm cho bác xem để biết là đấy, từ cái rất là nhão. Anh em nhìn nhá. Đây cái cắm gà này thì nói chung là nó em để chủ yếu là để lấy cái độ cứng của mồi. Và cá nó cũng ăn cắm gà, nó ăn rất là ít cái này nên em chỉ gọi là phụ gia thôi. Còn anh em nào đánh mồi bột như cái D1, D2, D3 ấy thì cứ cho cái cắm gà vào, gần như là cái để mình độ nó, mình câu đỡ tốn cái mồi chính của mình là cái thứ nhất nhá. Cái thứ hai là để cho góp phần chắc mồi này. Đấy, anh em độn vào ấy. Rồi, nhào kỹ nhá. Mồi nhão quá. Cái này phải đợi một lúc để cho cái cắm gà nó tan ra anh em nha. Các bác làm theo em thế này, đánh ở tất cả các loại địa hình, nước chảy hay nước chảy xiết này là như thế nào đều đánh được hết đi. Rồi, cái này giờ phải đợi nó nở ra, ra cho đợi 15 phút đi. Anh xin cắt đoạn video này đây các bác nhé. Đấy, đây là nguyên liệu chúng ta bắt đầu là nó khô này, nó xốp này, anh em nhìn chưa. Rồi, như thế này là các bác có thể gần như là có thể đánh được lăng xê rồi này. Đó. Nó cứng mà, mồi bây giờ bắt đầu nó cứng rồi. Anh em làm theo em câu với mồi bột này ấy, thì quên cái việc phải đào run đi. Đào run nó câu chỉ được rô phi, nó cũng được các loại cá khác đâu. Có được thì may chăng được một con chép, nhưng mà tỷ lệ nó cực kỳ hiếm. Chấm mấy chép em thấy nó cũng ăn run nhưng mà hiếm lắm. Đấy, anh em đánh mồi bột này thì nó mới hay được cái loại cá đấy. Mà rô phi nên cũng rất là nhiều. Đấy nhá, cái này thì gần như là anh em có thể nắm năng xê rồi này. Thì tí nữa em sẽ test trực tiếp các bác xem, em ngâm tí nước mà quay em cho các bác xem mà nó tan như thế nào. Đây là đánh năng xê nhá. Năng xê thì anh em có thể là mồi nó rất là cứng, anh em nhìn này, mồi rất là cứng, là ném nó không bị văng mồi ra ngoài đấy. Khi mình cho vào cái này mà mồi nó cứng này, khô cứng, ném không bị văng mồi ra ngoài. Cái thứ hai là khi mình xuống nước, năng xê cần phải tan nhanh. Nếu các bác nào câu năng xê cũng biết là cần độ tan nó nhanh hơn là câu đơn, tan nhanh để bắt đầu là cá nó mới tụ vào được, thì bắt đầu cái lưỡi anh em có cái phao xốp nó nổi lên thì chép nó cài vào nó mới hút được, đúng không? Quan trọng là cũng ném ra và ngâm được khoảng 15 phút nó tan ra vừa tầm đấy. Thì tùy vị trí anh em câu, có thể là mình cho thêm một chút bột mì để cho mồi nó khó tan lâu hơn nữa nhé. Đây, còn đối với câu đơn thì tí nữa đây, câu đơn này anh em không thể bỏ qua cái bột mì được, nếu không bột mì không câu đơn được. Anh em đừng nên làm cơm nhé. Trước em cũng có làm bằng cơm, em bóp kiểu em cho máy xay sinh tố đấy, em xay nhuyễn rồi em bóp bằng, khi mình đi bóp cơm nó vào tay nó dính ba tay rất là bẩn. Mấy đợt đấy ngày xưa là cái này nó nhỏ quá nhá, ngày xưa đợt em sang nhà bố vợ đấy, đấy lấy cái máy xay sinh tố vào mới xay cơm nó kẹt mà nó cháy mất cái máy. Từ đấy thì em không bao giờ em xay cơm nữa đấy. Cứ nghĩ là làm cơm cho nó đỡ tốn tiền, nhưng mà thực ra là cơm nó cũng nói chung là mình dùng bột mì nó không tốn được bao nhiêu đâu anh ạ. Cái bột mì gói này nó có 8.000 bột gói này, thì nếu mà câu đơn phải dùng đến tháng không hết đâu. Cái cắm gà rất là rẻ, anh em sử dụng cắm gà hay cắm trứng hay là các loại cắm khô đều được, bởi vì nó chỉ là cái phụ gia thôi mà. Đấy, nó cũng tạo thêm cái độ cứng cho mồi thôi. Đây sẽ là câu đơn này, câu đơn câu đài anh em nhé. Để em làm một cục tí em cho ngâm nước, cả nước chảy hay nước suối đến mấy thì anh em cứ cho bột mì vào. Nếu cái nhão nhét như mồi, để em làm cho các bác xem. Nếu nó đang là cái phần nhão nhét đúng không, mà các bác cho bột mì vào ấy thì mồi nó dẻo không câu được. Đấy,
Cái quan trọng nhất mà vẫn là phải có cắm gà. Cái này thì các bác có đổ nhiều đến mấy vào thì nó tí nó nhão, nó dẻo bé bét, nó không thể nào nắm được. Để làm bác xem. Cái này giống như kiểu nó keo AB 2 thành phần ấy. Phải có hai cái vào bắt đầu nó mới cứng chắc. Riêng có cắm gà bột mì vào thì mùi nó chắc vô cùng luôn. Nước nó chảy bé bét mà nó không nhỏ tan được. Mình cứ cho, quan trọng là cái cân lượng ấy thì anh em cứ câu nhiều thì mình cứ nhắc lên xem nó tầm nào là nó tan xong bao lâu là hết mồi ấy, thì mình lại phối vào cho phù hợp với cái loại anh em mình đánh. Ví dụ như là 10 15 phút nó tan, mình muốn lâu hơn thì lại cho thêm cái độ cứng cái độ dẻo bột mì vào, hai cái nó phối vào với nhau thì anh em mình chưa. Nếu bột mì không nó rất là dẻo, không thể mọng được. Đấy. Nhưng mà đây, nếu mà bột mì mới cắm gà anh em mình nhá. Dẻo mà chắc. Anh em hiểu đây, cái mùi vừa nãy nó còn sót lại nhá. Này nó rất là dính, không thể là bóp đâu. Đây, nó dẻo mà chắc. Anh em thấy chưa? Này. Đó, cái trò này thì ngâm đi nước thoải mái, cả ngâm mấy vài tiếng không giờ tan hết mùi, nước có chảy đến mấy. Đấy nhá, tí em sẽ test trực tiếp cục mùi này để đánh năng xe thì cho ít bột mì này. Đấy, anh em cứ cân lượng nhé, cân lượng. Ví dụ như mình muốn nó tan lâu hơn thì mình cho thêm tí bột mì nữa, còn muốn nó tan nhanh thì mình cho thêm ít bột mì đi. Đây, hai lượng như thế này. Và bây giờ em sẽ tí test thử. Bây giờ còn là đối với đánh lục thì như thế này. Đây, đây hai cục mồi to to để tí em vào là test nước chảy bằng năng xe cô đơn. Rồi, ở chỗ này thì chiều nay em cũng đi đánh lục ổ này. Rồi đánh tạo nó to to để quánh xem được hàng không. Dạo này đánh ở chỗ em nó hay được rục phi. Cá to này hiếm thấy mất, ngày cái đợt nào mùa mưa vừa rồi đánh hay được cá to. Dạo này đánh đa phần rục phi, một cái rục phi nó cũng khủng. Đây, thì để đánh ổ lục thì anh em nếu mà bóp những này xuống ấy, này nó cũng rất là chắc mồi, nhưng mà khi cái này xuống nước nó nhanh tan lắm. Mà để đánh lục nổ lục thì nó rất là tốn kém, rất là tốn tiền. Mình phải làm sao cái lượng mồi của mình nó tan lâu hơn, hiểu không? Nó tan lâu hơn thì cá nó sẽ cuốn nổ lực lâu hơn. Nhưng mà mình cho tan nhanh quá thì xuống cái là nó, mình ném xuống đi nước một lúc cái là nó cá con nó vào quấy, hai là lúc cái trên đường mà cái mồi nó rơi đi nước bắt đầu nó tan là mất rất là nhiều. Đây, một là anh em kiếm đất sét để bóp vào, mình ném một cục xuống đáy hồ đấy thì nó sẽ chắc bằng sẽ bền mồi hơn. Hay là phải cho thêm cơm nguội anh em nhé. Em đánh ổ thì em hay cho thêm cơm nguội. Cơm nguội đặc biệt là có cái rất tốt là nó xuống nó giữ mồi ở dưới đáy rất là tốt. Này nhà còn ít cơm quá, cái này có nhiều cơm thì hay, kiểu mình làm cái phụ gia cái ổ mình nó vừa to ra mà nó lại vừa bền mồi. Cái đợt mùa thu này hầu như là em thấy đi câu cá rô đồng này hay đánh mấy loại cá khủng nguyên nó ít. Chỗ em dạo này bọn kích thủ đi kích còn không được cá chép. Dạo này cũng cái năm nay em câu ít chép thật. Thì nọ có giao lưu mấy anh kích thủ, anh bảo là này tao đi kích còn không được cá này, mày lấy đâu cá mà chỗ mày câu. Kích toàn đồ phi. Nhỏ vậy là nào mình không câu được chép nó đúng rồi. Chắc phải đợi đến đợt ông táo người ta bồi chép vào thì mới có mà câu thôi. Chép giò em câu không thấy con nào, các bác biết đấy. Mà nhiều anh em ở nơi khác thì câu này hay được. Đấy anh em nhé. Riêng ổ câu lục thì cái này xong một tí xuống mình nắm toàn những cục to to này, mình ném quanh cái ổ mồi của mình đấy, nó chắc cực kỳ luôn anh em nhé. Còn lâu mới tan được. Cái cá có ăn thì nó chỉ bay từ từ thôi, cái phần đây vẫn còn nha. Nó mới mồi nó bền được lâu thì cá nó cứ tụ vào thì dập phê thôi rồi. Đấy chắc luôn. Kể cái này mà bóp năng xê thì cũng ok đấy nhỉ. Nhưng mà nó dính tay, nhưng mà bóp năng xê nó cũng dính tay. Rồi, đây là ổ câu lục nhé. Bây giờ em sẽ vào thả trôi mấy cục vào đây. Đây, cục này là vừa chứa bột mì này. Bên này hai cục nhỏ này có bột mì. Cái này là cái phần em vừa bóp thêm nó có dính tí bột mì thôi, mà thực ra đây không có đâu. Vừa em đổ trên nó dính một tí thôi. Làm test hai cục này cho bác xem. Rồi, ok anh em. Và đây là cục mồi để câu lăng xê này. Và đây là cục mồi để câu đơn nhá. Bây giờ em sẽ thả vào trong nước. Nước này thì nó là nước tĩnh thôi. Nhưng mà để xem nó tan được bao lâu.
Còn đối với ngoài sông suối thì anh em cứ cho thêm nhiều cái bột mì vào nhá. Khi mà mồi của anh em đã cứng đấy, cho nhiều bột mì vào thì nước nó có trôi đi mấy thì nó cũng không tan được đâu. Đây, và em có gắn một cái camera ở đây để anh em ngắm xem tí nó tan như thế nào nhé. Cục đang xê em sẽ thả xuống trước. Đấy. Cục này để nhanh tan thì em nghĩ nó sẽ nhanh tan hơn thôi, bởi nó không được trang bị bột mì. Còn đây là cục, đây là cái mồi đã có bột mì thì em sẽ móc vào lưỡi đơn. À, lưỡi đơn mà treo lên nhé. À, và ok, giờ bắt đầu thả. Đấy. Mồi trôi lên ở trong nước. Đấy, đang xê bắt đầu nó đã tan cái phần nước bên ngoài rồi. Anh em muốn nó tan lâu thì cứ cho thêm một chút bột mì cho nó vừa phải, mình căn thì cái lượng làm sao mình cho nó vừa đủ. Rồi chúng ta ngắm nhé. Bây giờ đang là 9 giờ 42 anh em nhé. 9 giờ 42 để ngâm khoảng 1 tiếng đi. Rồi, ok, và bây giờ là 11:35 này anh em nhé. Sau một tiếng rưỡi anh em ạ. À, bây giờ đống mồi của em bắt đầu của lăng xê nó sẽ tan thành cục hết rồi này. Còn mồi đơn thì vẫn còn, vẫn dính, đó, anh em nhìn chưa? Mồi đơn vẫn dính, giờ nó cũng tan rồi, à, cũng tan. À, tan thế này thì cá nó mới dụ được cá vào. Cỗ này rất ok này, nó vẫn còn chắc lắm. Nhiều lần em câu em giật lên nhưng mà mồi nó vẫn còn là dính nguyên cơ. Đây là mình ngâm rất là lâu rồi nó còn vậy. Thì sau cái video này thì em cũng rất mong là đừng có bác nào hỏi em bóp mồi làm sao nó khô và dẻo đấy nhá. Đấy, hướng dẫn rất là tỉ mỉ và chi tiết nhất có thể để anh em đi câu cách ok nhất. Chúc anh em nên nhiều hàng nhá. Em đỡ chuẩn bị đồ để tí đi câu đây. Em thấy chưa? Một cô đơn này. Đấy, giật lên nói chung là nó tan, có tan mà tan vừa phải thì cá nó mới vào. Em thấy chưa? Giật chán. À. Mặc dù nó tan, nó có nhiều bột mì nó tan hết vào lớp ngoài nhưng mà em thấy kinh khủng chưa. Đây là sự phối hợp là giữa cắm gà với bột mì, hai cái thành phần phụ gia rất là quan trọng để anh em đi câu. Thứ nhất là làm chắc mồi, thứ hai là phụ gia độn mồi lên cho đỡ tốn cái mồi chính của mình. Mấy gói D1, D2, D3 này anh em có câu mà mua ngoài quán mà anh em đi bóp mỗi cái đấy không thì nó tan rất là nhanh, với hai là rất là tốn mồi. Không có này thì các bác sẽ không câu được. Mồi củ chua của em nó không tốn nhưng mà em vẫn hãy bóp cái này vào thì mình câu nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Đây là cái phần lớp bột mì bên ngoài của em bóp nhiều bột mì hơn này, bên trong thì mình vội ít, kiểu mình bóp nó vội, bóp không đều ấy là nó tan hết bên trong. Bên ngoài có bột mì cắm gà còn lâu mới tan được. Anh em mình đánh sông suối nước chảy đều quá là ok luôn nhé. Đấy. Rồi, chào, hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo.